Trời ơi là trời, tiền của tôi 500 triệu chứ ít ỏi gì đâu. Tiền mồ hôi nước mắt cả đời tôi kia cóp dành dụm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài, bây giờ mất hết rồi. Cái đồ tham lam, đồ hút máu người. Trời ơi là trời. Bà muốn cái gì? Tôi cần cái thứ vàng mã đó sao? Giờ bà nói tôi mới nhớ, bà tính đưa bàn tay giờ bẩn của bà ra che cái mắt thần thánh. Bà đốt cái gì cho tôi? Mai mốt rồi đốt. Bây giờ mấy thứ nó mắc quá, chờ mai mốt nó rẻ rẻ tôi mua, tôi đốt làm gì gấp dữ vậy? Thần thánh mà bà còn dám vô trá, bà không sợ chết sao? Bà không sợ chết không có chỗ chung thân à? Nói vậy thôi, đâu dám đâu. Tôi không cần bà đốt cái gì cho tôi hết. À, thôi vậy đi, vậy tốt rồi. Thôi bây giờ, thôi bà đi đi ha. Bà làm ơn mà đi đi, đi đi dùm đi. Đi đi, đừng quay lại nữa nghe. Bà còn nợ tôi, sao tôi đi được? Tôi nợ bà gì bà nội? Bà nợ tôi mạng sống, bà phải đền mạng cho tôi. Bà phải đền mạng cho tôi. Bà đừng ép tôi nha. Tôi không có liên quan gì tới cái chết của bà hết á. Bà còn không biết sám hối nữa. Người như bà, người bạn không rửa sạch hết tội. Tôi sẽ cho bà chết tự tử, sống là như chết.